Thì bắt đầu chương trình ngày nay thì xin mời ông bà sẽ đến với một nhạc phẩm mà một nhạc sĩ tương lai sẽ đến để tặng cho ông bà, đó là Thành Trung. Mời Thành Trung với cái đàn guitar của mình. Và con xin phép là người bên cạnh để hỗ trợ Thành Trung. Chúng ta sẽ gặp Thành Trung nhiều trên sân khấu nữa. Cảm ơn Thành Trung nhiều.